Quý vị và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 22 tháng 7 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Tôi là Huyền Anh. Và tôi là Cao Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 7, Đại tướng Văn Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra tổ chức thực hiện diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa của Trường sĩ quan lục quân 1. Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với đề mục Sư đoàn bộ binh biên chế hỏa lực mạnh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công vào khu vực địch phòng ngự. Sau ngày đầu tiên, các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong ngày thứ hai, các lực lượng thực hiện tổ chức nội dung chuẩn bị chiến đấu. Với quyết tâm cao và nắm chắc các nội dung cơ bản, nên quá trình thực hiện diễn tập trên các cương vị và các khung tập bảo đảm nhuần nhuyễn, nắm vững chức trách. Đánh giá cao tinh thần quyết tâm, ý thức trách nhiệm trong công tác tổ chức diễn tập. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, cuộc diễn tập lần này là cơ hội để Trường Sĩ quan Lục quân 1 đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang chỉ ra những điểm còn tồn tại trong quá trình tổ chức diễn tập, đồng thời yêu cầu Trường Sĩ quan Lục quân 1 chú ý khắc phục nhằm cụ thể hóa mục đích đạt được của cuộc diễn tập lần này. Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí thủ trưởng Bộ Quốc phòng Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ cắt băng khánh thành công trình nhà VIP 2 của Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4. Với kiến trúc hài hòa, gồm 5 tầng 1 tum, tổng diện tích sàn 12.100 m2, có 120 phòng ngủ được trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Nhà VIP 2 sẽ là nơi bảo đảm tổ chức cho các hội nghị, các đợt tập huấn, hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng và các cơ quan, ngành, đơn vị trong toàn quân tổ chức, bảo đảm cho huấn luyện để tham gia và tổ chức đăng cai các giải thi đấu quốc tế, tổ chức huấn luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cho các sự kiện lớn của quân đội và nhà nước. Có Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Bùi Thiên Thao Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng. Đại tá Bùi Thiên Thao từng giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 Sư đoàn Không quân 371, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 371. Trước đó, ngày 19 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 529/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, giữ chức Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng. Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức tọa đàm quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường. Tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất đánh giá bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên được triển khai sâu rộng ở các đơn vị trong toàn quân những năm qua quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã có nhiều giải pháp sáng tạo việc làm thiết thực hiệu quả trong bảo vệ môi trường giảm thiểu biến đổi khí hậu như xử lý khắc phục hậu quả chất độc hóa học bom mìn tồn lưu sau chiến tranh tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường và khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ phòng chống cháy rừng phòng chống dịch bệnh sau tọa đàm, Văn phòng Tổng cục Chính trị sẽ tổng hợp, đề xuất với các cơ quan chức năng về những chủ trương, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng ý thức trách nhiệm, tính tích cực, chủ động sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi Cục Hậu Cần Quân khu 4 vừa phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình Đồng hành cùng Thương binh, Tình thương và Trách nhiệm nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ theo đó đoàn cán bộ nhân viên chiến sĩ thuộc hội phụ nữ đoàn viên thanh niên công đoàn khối cơ quan và các đơn vị thuộc cục hậu cần tiến hành các hoạt động như tổng soạn vệ sinh môi trường khu vực nhà ở hệ thống đường nội bộ trung tâm điều dưỡng thương binh và tiến hành bảo quản bảo dưỡng sửa chữa xe lăn xoa bóp trị liệu cho các đồng chí thương binh hiện nay trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh nghệ an đang chăm sóc điều dưỡng hàng chục thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng nhân dịp này, lãnh đạo chỉ huy cục hậu cần quân khu 4 đã thăm hỏi động viên và trao quà tặng trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An. Lữ đoàn phòng 077 quân khu 7 phối hợp với ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức, thành đoàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình trải nghiệm để trưởng thành năm 2023. Chương trình thu hút hơn 300 học sinh trên địa bàn thành phố Thủ Đức tham gia với mục đích tạo điều kiện cho thanh thiếu niên làm quen với môi trường quân đội, qua đó rèn luyện bản lĩnh, khả năng tự lập, ý thức kỷ luật, giúp các em tự tin, bản lĩnh, trách nhiệm, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tại chương trình, các em học sinh được trải nghiệm thực hiện các chế độ trong ngày của người chiến sĩ Lữ đoàn phòng 077 như báo thức sáng, tập thể dục, nội vụ vệ sinh, ăn uống, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thể thao, tăng gia sản xuất và học tập truyền thống, giáo dục truyền thống đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình kéo dài đến ngày 24 tháng 7. Thực hiện kế hoạch hành quân giã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023, tiểu đoàn pháo binh 14 sư đoàn 9 quân đoàn 4 đã tiến hành làm tốt công tác dân vận tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Trung Lập Thượng hoàn thành nhiệm vụ nạo vét, phát quang tuyến mương tiêu nước dài khoảng 2.000 mét. Phối hợp với các lực lượng tình nguyện mùa hè xanh của học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức đoàn của địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nhân dịp này đơn vị đã trao 10 phần quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn có phần ổn định cuộc sống của người dân hoàn cảnh khó khăn hoạt động dân vận lần này đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn. Sáng nay tại Hà Nội, Đoàn Thể dục Thể thao Bộ đội Biên phòng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, 25 tháng 7 năm 1963, 25 tháng 7 năm 2023. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thể dục Thể thao Bộ đội Biên phòng đang đào tạo và huấn luyện 3 đội thể thao, gồm Điền Kinh, Bóng Truyền và ủ Su mỗi đội tuyển có 3 tuyến đào tạo, tuyến 1, tuyến trẻ và tuyến năng khiếu, với tổng số gần 100 vận động viên. Những năm qua, đoàn đã gặt hái được nhiều thành tích cao. Chỉ tính riêng năm 2023, đội bóng truyền xuất sắc vô địch Cúp Hùng Vương, đoạt giải nhì Cúp Hoa Lư và xếp thứ nhất bảng B tại vòng 1 giải vô địch quốc gia. Bốn huấn luyện viên vận động viên tham gia thi đấu SEA Games 32 cùng đội tuyển bóng truyền Nam Quốc gia và đoạt huy chương đồng. Nhân dịp này, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đã trao bằng khen tặng Đoàn Thể dục Thể thao Bộ đội Biên phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao thành tích cao giai đoạn 2020-2023. Hôm nay tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127 cùng năm Hải quân phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Nông Quân Cùng với đó, lực đoàn 127 còn phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ lực đoàn còn phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương làm đẹp khu vực tượng đài năm đấm, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà tù Phú Quốc tổng dọn môi trường, vệ sinh đường giao thông và tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước khác. Dịp này, lữ đoàn 127 cũng đã đến thăm tặng quà gia đình ngư dân Trần Hạnh, ngụ khu phố 2, phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Ông Hạnh thuộc diện hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, có con là em Trần Ngọc Huyền, được đơn vị nhận đỡ đầu từ năm 2022 và hỗ trợ kinh phí học tập 500.000 đồng một tháng cho đến khi hết 18 tuổi. Đảng ủy vùng cảnh sát biển Ba vừa tổ chức bế mạc hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác tổ chức xây dựng Đảng và khả năng điều hành, xử trí các tình huống trong thực tiễn công tác của bí thư chi bộ. Trong thời gian 2 ngày, 19 thí sinh là các bí thư tri bộ khối cơ quan đơn vị trong Đảng Bộ Vùng Cảnh sát Biển 3 đã hoàn thành nội dung thi lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thi lý thuyết tập trung vào các quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng, các văn bản theo chuyên ngành liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ và hoạt động của bí thư tri bộ. Phần thi thực hành bao gồm chuẩn bị dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đột xuất, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Kế hoạch xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các thí sinh đạt thành tích cao trong hội thi.